Một chương trình chưa từng có từ trước tới nay luôn anh em. Một chương trình phải nói rất là hấp dẫn ha. Anh em có thể đem máy cũ của bất kỳ hãng nào tới và anh em sẽ được đổi những cái máy của Milwaukee mới 100% với mức giá ưu đãi lên tới 50%. Tức là ví dụ ha, thành ví dụ thôi, cái máy này là giá gốc là 5 triệu đi, thì bây giờ anh em sẽ được mua nó với giá 2 triệu rưỡi bằng cách là anh em mang một cái bộ máy tới để mà đổi lấy. Quá đã đúng không? Chi tiết như nào? Ngay bây giờ cùng tìm hiểu nhé. Đây là một chương trình hợp tác giữa Milwaukee và kênh tiêu dùng và nó sẽ được diễn ra từ đây tới hết tháng 5 hoặc là tới khi mà hết số lượng máy mà anh em có thể đổi ha. Số lượng máy có thể đổi thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 60 bộ nha anh em. Nên là anh em phải nhanh tay nha. Anh em có thể đổi được 8 mã của Milwaukee. Thứ nhất là M12 FPD2 là cái máy khoan 12V. Thứ hai là M18 FPD3 là cái máy khoan 18V. Những máy này thì Thành đã review hết rồi ha. Anh em có thể coi lại trên kênh. Tiếp nữa là hai cái máy bắn vít cũng là 12 và 18V luôn. FID2 nè và FID3 đó. Rồi, tiếp nữa là hai con máy bu lông 12V. Con này là con Stubby đó, FIWF12. Và con này là FIW212 đó. Hai con này Thành cũng review rồi luôn. Anh em có thể coi lại những cái review ở trên kênh nhé. Và còn hai con nữa mà Thành không có sẵn bữa nay, đó là một con máy mài gốc 18V và một con máy khoan búa cũng 18V luôn. Cách thức đổi đó là anh em sẽ cầm thân máy cộng với cục pin của cái máy đó đem tới cửa hàng kết nối tiêu dùng tại chi nhánh ở Sài Gòn hoặc là chi nhánh ở Hà Nội. Thành sẽ để địa chỉ ở đây để mà anh em biết ha. Cái máy này phải là máy được phân phối chính hãng tại Việt Nam nha anh em. Còn những cái hàng giả, hàng nhái và pin là pin đóng rồi này kia là không có được nha. Phải là hàng chính hãng thì mới được. Hàng cũ này kia ok, nhưng mà phải còn hoạt động tốt, không lỗi là được nha. Anh em đem tới và sau đó thì kết nối tiêu dùng sẽ thẩm định xem thử là nó là cái hàng cao cấp hay là nó là cái hàng chung hoặc là thấp cấp. Nếu như nó thuộc những cái thương hiệu lớn cao cấp thì anh em sẽ được giảm 50% khi mà anh em đổi những cái combo của Milwaukee. Còn nếu như mà nó là thuộc cái dòng trung hoặc là thấp cấp thì anh em sẽ được giảm 30% khi mà anh em đổi combo Milwaukee nha. Anh em sẽ được lựa chọn trong 8 mã mà hồi nãy Thành nói đó. Và khi mà anh em đổi đó thì anh em sẽ là đổi nguyên combo là gồm có một thân máy, một pin và một sạc nha. Và nếu anh em đem máy 18 hay là 20V tới á, thì anh em sẽ được đổi hệ M18 của Milwaukee. Còn nếu anh em đem máy hệ 12 hay là 10.8V tới thì anh em sẽ được đổi hệ M12 của Milwaukee nha. Đó, đổi ngang hàng như vậy đó. Đối với những combo M18 của Milwaukee á, thì nó sẽ đi kèm một cục pin 5 chấm nha anh em. Và cục sạc của nó là cục sạc M12-18C. Cục sạc ở đây. Còn bên dòng M12 thì nó sẽ đi với một cục pin 6 chấm và một cục sạc C12C. Về mức giá của những cái combo này thì Thành sẽ để bảng này để anh em theo dõi ha. Chúng ta sẽ có giảm 50% và giảm 30%. Lưu ý là mỗi người dùng thì chỉ được đổi tối đa là 3 máy thôi nha. Chương trình này hiện tại thì không có áp dụng đổi online nha anh em, mà anh em buộc phải là mang máy tới tận cửa hàng để cho bên Thành thẩm định rồi sau đó thì mới tiến hành đổi cho anh em được. Nếu anh em ở xa mà muốn đổi thì có thể gửi cho người thân bạn bè gì đó ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội để mà nhờ người thân bạn bè đem tới đổi cũng được ha. Đó là toàn bộ thông tin của chương trình. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét hoặc là anh em gọi số hotline của kết nối tiêu dùng nè. Cũng có thể là anh em chat với Zalo hoặc là fanpage của bên kết nối tiêu dùng để mà được nhân viên của bên Thành tư vấn giải đáp rõ hơn nhé. Và nhớ là số lượng máy có hạn cho nên là anh em hãy nhanh tay lên.